Ngày 4 tháng 9 tại bản Viêng Vi Lây, huyện Hìn Bun, tỉnh Khăm Muộn, Lào, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy Sở An ninh tỉnh Khăm Muộn, Lào trong chuyên án 535LV đã bắt giữ hai đối tượng người Lào là Bun Thon Su Mọi Nị và Lin Say Nhạ Xẻng liên quan đến đường dây mua bán vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, phát hiện dấu hiệu của một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào sang Việt Nam tiêu thụ qua cửa khẩu quốc tế Chai Lo, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muộn, Lào đã phối hợp mật phục. Đến ngày 1 tháng 9, cách cửa khẩu quốc tế Chai Lo khoảng 16 km, lực lượng phá án đã phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng người Lào đang mua bán 12.000 viên ma túy tổng hợp. Hiện lực lượng phá án đang tiếp tục mở rộng điều tra và hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho lực lượng chức năng Lào xử lý.